Là xã của chúng em. Trước khi thiên tai xảy ra, cả bản làng em rất vui và yên bình. Có sông, có núi, cây sắn và những đồi chuối xanh tươi. Sáng sớm, bố mẹ em đi làm giấy để đến mùa lễ hội mừng lúa mới thì chúng em sẽ vui chơi ở cộng đồng, nấu xôi ăn với gia đình, nhảy múa với bản làng. Hàng ngày, chúng em đi học về nhà thì nấu cơm cho bố mẹ và giữ em. Khi mẹ đi làm giấy về, có ngày chúng em đi đá bóng, mồ hôi thấm thiết nên nhảy xuống sông tắm trước khi về nhà ăn cơm. Trước đây không lâu, có một trận lũ lụt vào bản làng em. Khoảng lúc 11 giờ tối, có một em bé đi ở ngoài thì đột nhiên dẫm vào nước lũ và la lên. Thế là cả làng thức dậy. Nhà ai mà gần nước thì chạy. Nhà ai mà xa nước thì đang vận chuyển lương thực đến nơi an toàn. Đến 5 giờ sáng, cả bản làng em đều nhìn thấy nhà mình đang ngập trong nước lũ. Lúc ấy, chúng em chỉ biết mưa nhiều nên gây ra nước lũ. Sau này, chúng em mới hiểu là vì người dân không bảo vệ môi trường như là chặt phá rừng đã khiến nước lũ kéo về bản làng chúng em nhiều hơn. Vào mùa hè, trời càng ngày càng nóng hơn trước và vì vậy gây ra hạn hán. So với nhiều năm trước, buổi sáng không có sương mà năm nay sáng nào cũng có sương mù. Thiên tai, lũ lụt và hạn hán xảy ra nhiều ở bản làng chúng em. Đó là do biến đổi khí hậu. Sau khi thiên tai xảy ra, trẻ em có bị ảnh hưởng như thế nào? Có, thì trẻ em đau sốt vì muỗi đốt, vì lũ lụt xong không có chăn màn bị ướt hết, không có gì đắp. Sau thiên tai, trẻ em có uống nước bẩn không? Có, uống nước bẩn này, ăn súc vật chết, vì trôi nước chết mà không có chi ăn hết. Vì trẻ em đòi ăn bầy ba nữa, bị đau sốt. Trẻ em bị bệnh, người lớn làm như thế nào? Người lớn à? Không làm cái gì hết, thì thuộc mền y tá xa xôi, đường không tốt. Đi lụ lụt không có bác sĩ y tá đi xa hết. Không cứu được thì ở nhà ngồi cùng quậy thôi, theo dân tộc, phong tục dân tộc thôi.
em hiểu thế nào là lũ lụt. Lũ lụt làm mất mát vật chất, con vật nuôi và lương thực trong gia đình. Lũ lụt làm nguồn nước sạch bị ô nhiễm. Và sau thiên tai, khi nước lũ rút, người dân không có nước sạch nên phải uống nước bẩn. Lũ lụt làm thiếu lương thực nên người dân phải ăn những con vật chết. Vì vậy, sau lũ lụt, trẻ em mắc bệnh thường xuyên hơn. Thưa cộng đồng, chúng em có những biện pháp hữu ích cho thôn bản trước khi thiên tai chưa xảy ra. Nếu chúng ta không thực hiện, chúng ta sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn nữa. Để muốn khắc phục dịch bệnh, chúng ta nên dự trữ nguồn nước sạch bằng cách xây bể nước rồi đậy nắp bằng xi măng để nước lũ không ngập vào. Và để dự trữ lương thực, chúng ta phải mang đến nơi an toàn như trường học, đồn biên phòng, ủy ban xã. Nếu chúng ta làm theo hai biện pháp dự trữ, chúng ta sẽ giảm bớt rủi ro về dịch bệnh. Còn trong gia đình, chúng em khuyên bố mẹ nên đưa trẻ đến trạm y tế nếu có bệnh. Vì nếu cúm ở nhà sẽ mất tiền, mà đến trạm y tế sẽ không mất tiền. Vì chúng em học có kiến thức nên chúng em hiểu về bệnh tật. Nếu bố mẹ không tin, bố mẹ có thể đến hỏi các thầy cô giáo. Từ bao đời á thầy trên đường mẹ, mẹ đưa thầy lên giấy